anh bà anh mà có xem cái clip này thì nhớ anh á. Ngoài đời thì anh là một người anh rất là thân thiện, anh thì đáng yêu và vì sao y như là cậu Phượng ấy. Còn ở trong phim thì anh lại là một người đồng nghiệp mà rất thông minh và rất là có tâm với nghề. Trước mỗi một phân đoạn thì lúc nào cũng ra để mà bàn việc, nói với lại Trang để làm sao mà một lát nữa diễn thì hai anh em sẽ có một cái sự tương tác đồng điệu, chứ không phải là anh chỉ diễn cho riêng bản thân anh ấy đâu, mà anh luôn muốn là làm sao mà hai anh em tương tác với nhau thật tốt để đưa đến cho khán giả hình ảnh của Mộng Mơ và cậu Vượng đáng yêu. Lại về cái kỷ niệm mà lúc hai anh em đóng tình cảm thì buồn cười lắm, bởi vì bình thường ở ngoài đời là đã rất hay cho nhau rồi, anh bà anh lúc nào anh cũng đùa cợt, anh cũng trêu ấy. Anh bà anh mà có xem cái clip này thì nhớ ấy nhá, lúc nào cũng trêu em ở ngoài đời, trêu mà chuẩn bị vào diễn là cũng trêu, nhiều khi phải đập anh ấy, bảo là thôi nhá anh phải nghiêm túc đi, em chuẩn bị vào vai diễn rồi, em đang rất tập trung rồi, để mà vào đoạn của em là đoạn cần tâm trạng chứ không phải là đoạn vui vẻ đâu, mà anh cứ như thế này thì làm sao mà em tập trung được. Thế là lại cười một lúc, xong rồi là lại phải Trang lại phải hít một hơi thật sâu, lấy lại cảm xúc để mà chuẩn bị nhập tâm để diễn. Ngoài đời đã hay trêu nhau, hay đùa cợt rồi, đến hôm đấy lại diễn cảnh hôn nhau, và đây lại là cảnh đầu tiên hai anh em đóng cảnh lại thóa môi trên phim, mặc dù là trước đấy thì đã từng làm với nhau một số dự án, và dài nhất là sitcom Cư Dân Thông Thái, nhưng mà cũng chưa bao giờ có cảnh nào mà thân mật đến mức như thế cả. Thế lần này lại máu quá, lại quá môi. Thế là trước lúc làm là cứ nhìn mặt nhau là phì cười mặt nhau thôi, không đỡ được đấy, gọi là ở trong nghề gọi là dớp ấy, là cũng phải dừng lại cười sặc sụa với nhau một lúc vì nhìn nhau buồn cười quá. Mọi người cứ tưởng tượng là đang chơi với nhau vô tư mà cứ hay cho nhau đùa cợt như thế, nhưng bây giờ đóng cái kiểu nghiêm túc ấy thì thực sự là không thể nào mà kìm nén nổi, nói chung là buồn cười lắm. Thế rồi sau đấy thì hai anh em có một chút bia với lại nước dung hòa một tí đấy, để mà cả hai cùng uống cho nó có một chút men để tạo một cái sự mà hưng phấn kích thích hơn, để mà vào cái cảnh cảnh nóng nó cuồng nhiệt hơn đấy. Đúng rồi, đây là cảnh mà đối với lại riêng cá nhân Trang thì là cảnh Trang tâm huyết nhất, và cũng cảm thấy là một cái cảnh mà rất là thương cho Mộng Mơ. Khi mà Trang đặt mình vào Mộng Mơ trong cái phân cảnh này thì Trang thấy là cảm thấy rất là sợ hãi, và cũng cảm thấy là cũng rất là thương xót cho Mơ, và thấy Mơ trong cái cảnh này rất là tủi thân. Đây là cảnh mà Trang phải sử dụng về tâm lý của nhân vật khá là nặng, Trang tập trung hoàn toàn cho cái phân cảnh này, và cũng như là Trang cũng phải tập trung diễn về hình thể nữa, cũng phải diễn làm sao một cái cú ngã phải rất là thật để mang đến cho quý vị khán giả xem, và rất là mong hy vọng là khi mà đến cái giai đoạn này